Mặc dù cũng chịu thiệt hại nặng nề do siêu bão Yagi, song bằng trách nhiệm nghĩa tình với cộng đồng, bằng truyền thống tương thân tương ái của thợ mỏ, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV đã hỗ trợ 70 tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả của bão lũ cho các địa phương và người lao động của TKV. Hưởng ứng phát động của đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Bí thư Chủ tịch nước với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất cho các gia đình địa phương bị thiệt hại do bão lũ, TKV đã hỗ trợ 10 tỷ đồng cho đồng bào bị bão lụt thông qua qua quỹ do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đối với 4 tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn là những tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão lũ, đồng thời cũng là những địa bàn chiến lược trong phát triển sản xuất kinh doanh của TKV. Tập đoàn hỗ trợ mỗi tỉnh 7 tỷ đồng. Riêng các tỉnh thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Thái Bình, tập đoàn hỗ trợ mỗi địa phương 3 tỷ đồng. Đồng thời TKV cũng trích quỹ phúc lợi của công ty mẹ TKV năm 2024 hỗ trợ 20 tỷ đồng cho người lao động các công ty con, đơn vị thành viên của TKV bị thiệt hại do bão lũ của bão số 3 gây ra.